Đây là Nancy, thành phố xinh đẹp ở phía đông nước Pháp. Đây là ở ngay ga trung tâm. Tàu điện ở Nancy nó gần giống Orléans nhưng mà nó ngắn hơn. Đẹp hơn nhưng mà nó ngắn hơn. À, có cái hàng Butcher đây, Butcher and Kebab. Bây giờ phải về khách sạn 4 sao. Chính như là đi hướng này. Chưa tìm thấy cái điểm bán vé tự động à, chắc là kia. Đây, hướng này là hướng nào?